Theo Cục Thống kê Đồng Nai, kim ngạch xuất khẩu 10 tháng của tỉnh đạt 2 tỷ đô la Mỹ. Một số nhóm hàng xuất khẩu có mức tăng so với các tháng trước như hạt điều tăng 9,2%, cà phê tăng 2,7%, hạt tiêu tăng 7,4%, sản phẩm gỗ tăng 4,6%, hàng dệt may tăng 9,3%, giày dép tăng 11,3%. Lũy kế 10 tháng của năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt hơn 19,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu từ khu vực kinh tế nhà nước tăng 4,9%, khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng 7,5% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng gần 9,9%. Thị trường xuất khẩu chủ yếu tập trung vào các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Các thị trường này vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của tỉnh. Để tăng kim ngạch xuất khẩu, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đang nỗ lực kết nối, tìm kiếm lợi thế từ những hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết với các đối tác, đồng thời khai thác thêm những thị trường mới.